Một người dân đi câu cá ở đây nói là thấy chiếc xe nằm ở mé bờ sông, công an địa phương đã trục vớt chiếc xe lên, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Kích cỡ của bánh xe trùng khớp với vết trượt xuống bờ sông, từ biển số xe. Bây giờ chúng ta hãy tìm nhân thân của nạn nhân. Anh chị tìm ai? Đúng rồi, đây là xe của chồng tôi nè. Chiếc xe này chúng tôi vớt được ở dưới sông. Trời, chồng tôi không có biết bơi. Chồng chị trong thời gian gần đây có xảy ra một số vấn đề gì hay không? Chẳng hạn như là về tâm lý của anh ấy. Nếu ổng có buồn phiền thì chỉ có thằng con trai của ổng thôi à. Lúc ổng đòi cưới tôi thì con ổng không có đồng ý. Nó bất mãn cho nên nó ăn chơi trác tán quậy phá. Nhiều khi có lần nó còn ăn cắp tiền nữa. Tôi chắc chắn là bà ta hãm hại ba tôi. Anh nói ai? Là bà Hà, vợ sau của ba tôi. Sao lại chắc chắn là bà ta? Ổng có mua một phần bảo hiểm, nhưng mà người đứng tên thượng là bà. Tin cho cố vô, bây giờ mọi chuyện xảy ra vậy đó. Có vẻ như anh không thích ba anh cho lắm. Đương nhiên, tôi còn ghét ổng nữa kìa. Đội trọng án 21:30 thứ hai thứ ba bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1.